Mến chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm qua thì Phong Bụi có chia sẻ một câu chuyện, đó là câu chuyện của em Trang. Trang năm nay 23 tuổi và lúc hơn 16 tuổi vì điều kiện kinh tế gia đình. Vì lúc đó thì Trang vẫn còn khá là nhỏ và đã đồng ý bởi các công ty môi giới. Và sau đó thì Trang kết hôn với một người ngoại quốc, đó là Trung Quốc. Và Trang đã có cái cuộc sống khoảng hơn 4 năm rưỡi ngay tại tỉnh Quảng Tây, đúng không? Từ qua Trung Quốc. Và cái hành trình mà làm dâu ở xứ người, làm cô dâu Trung Quốc, nó khá là gian nan. Mình có thể thâu tóm lại một cách đơn giản như thế này. Thứ nhất là khi mà Trang ở bên đó thì Trang cùng một lúc phải làm việc cật lực và gần như là cũng không có cái chi phí để gửi về gia đình. Và thậm chí là có Trang còn kể cho tụi mình những cái chi tiết như là đầu tiên á, là Trang bị chính cái người anh chồng có ý định là nhờ đẻ thuê, rồi còn bị cha chồng ý định là sàm sỡ và quấy rối tình dục. Thì câu chuyện nó đã trôi qua rồi, và tưởng chừng như là sau khi rời bỏ Trung Quốc trở về Việt Nam á, thì cuộc sống sẽ thay đổi. Mà để từ Trung Quốc về Việt Nam á, là một cái hành trình khá là dài. Em có kể rằng là hình như là em thuê người ta là 17 triệu đồng. Và người ta chỉ nhắn tin cho em cái việc như thế nào? Dạ, người ta chỉ nhắn tin qua bên điện thoại, người ta hướng dẫn cho em đi xe nào vậy thôi. Và hôm đó thì anh chị ngồi trò chuyện với em về cái hành trình từ Việt Nam vượt biên về lại, xin lỗi, từ Trung Quốc vượt biên về lại Việt Nam. Và em phải cách ly vì thời điểm đó là năm 2020 là dịch mới bùng lên. Dạ đúng rồi, mới. Và cái khoảng thời gian đó cho đến giờ như thế nào và em sinh ra bé mới nên? Dạ, như là em về đó, về nhà em có một thời gian rồi mới quen cha này. Quen cha này rồi được đúng một năm, rồi em có bầu nó được 2 tháng mấy. Vậy là sau này về thì em có một cái mối tình mới, đó là một người thanh niên ở Việt Nam. Và sinh ra bé mới anh vậy. Dạ, anh được mấy anh em có chia sẻ là cái hành trình khi mà em về tới Việt Nam á, thì tưởng chừng như cuộc sống nó em được nó thay đổi, nhưng mà nó cũng nhiều điều lắm. Hôm nay em có tiện chia sẻ với anh việc đó không? Về Việt Nam thì em lại tiếp tục gặp vào một cái tình cảnh, đó là ba của bé Minh Anh bảo hành. Thì những cái chuỗi ngày đó như thế nào? Nên là lúc đó là em về Việt Nam á, là được khoảng một thời gian rồi. Rồi em quen cái này ở trên mạng. Ở trên mạng quen được một tháng rồi, rồi mới được ra ngoài đời mà gặp mặt. Gặp mặt rồi hai đứa ở quê em á, ở hết được thời gian rồi xong rồi rủ hai đứa rủ nhau lên đi lên Đồng Nai làm. Lên Đồng Nai làm rồi quýnh đập em. Rủ hai đứa lên Đồng Nai làm. Dạ. Đánh đập em như thế nào? Dạ, quýnh em như là quýnh em như lắm, quýnh như là quýnh rồi xong rồi quýnh như là quýnh em xỉu xong rồi lôi em vô cầu tắm rồi tạt nước cho em tỉnh rồi quýnh em tiếp. Rồi quýnh em chảy máu lỗ tai này kia nữa, mình mãi quýnh em bầm dập hết trơn. Và liên tục bị những cái trận bạo hành như vậy á. Dạ. Thì có khi nào ý định em tìm cách trốn thoát không? Dạ có, em cũng ở với Trang này cũng trốn đi cũng rất là nhiều lần rồi. Đi như là em trốn đi á, là Trang này là quýnh em á, rồi em mới trốn đi. Đi về nhà em ở thời gian rồi cũng điện này kia nọ, cũng năn nỉ em quá trời, cũng khóc lóc này kia. Em thấy mình thấy cũng tội, mình cũng siêu lòng, mình cũng quay lại ở. Quay lại ở được thời gian rồi bắt đầu chưa được 2-3 ngày nữa quýnh em tiếp. Em cũng trốn đi rất nhiều lần rồi. Em có biết là cái mâu thuẫn của vợ chồng điều gì mà khiến cho ảnh liên tục bạo hành em không? Dạ hay là do cái những cái sinh hoạt bình thường, chẳng hạn như do quan điểm rồi, hoặc là do hai mọi người nói chuyện với nhau hay to tiếng? Có chơi đỏ. Có nghĩa là tâm trí anh không được tỉnh táo lắm. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà em ở với ba của bé Minh Anh á, thì cái trận đánh nào đối với em là hài hùng nhất, và hôm đó thì mâu thuẫn thì từ đâu? Dạ, có một lần là em có bầu nó được 2 tháng mấy
quýnh em, quýnh em toàn là quýnh vô bụng em không, mà hên thằng này nó không có sảy thai, nó mạng lớn không sao. Lúc em có bầu 2 tháng mấy là quýnh em hết 2 lần. Lúc đó em có van xin là em đang mang bầu là thai phụ. Xin không có nghe, tại vì nó có chơi cái đó, lời đầu nó không được bình thường, nó không được nó đi nó quýnh em là giờ nào là nó quýnh. Và từ đâu em quyết định rời bỏ cái người chồng thứ hai của mình? Tại vì nó quen con nhỏ khác, nó đi quen con nhỏ khác rồi, lúc đó trong khi đó em có bầu này 2 tháng mấy nè, rồi nó đi, nó nói là nó đi 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 chơi với bạn trong công ty của nó làm á, đồng nghiệp đi đi theo chơi thôi, nhưng mà trong khi đó là không phải, nó đi chơi với con nhỏ người khác mà. Rồi em thấy người ta chụp hình, nó đăng đăng người gửi qua cho em, rồi em thấy 2 người ngồi chung chụp hình gì đó, rồi rồi em vậy, rồi xong rồi em mới về em hỏi nó xong vậy, nó kiếm chuyện em rồi nó quýnh em, rồi xong rồi lúc từ kể từ lúc đó là em đi về nhà luôn. Và khi đó em về nhà về với ba mẹ Dạ quê ở Vĩnh Long, huyện nào? dạ ở chỗ chỗ thành phố Vĩnh Long, rồi đi vô trong Long Mỹ. Long Mỹ, dạ xã Long Mỹ, thành dạ phố Vĩnh Long, tỉnh dạ Vĩnh Long. dạ Và lúc đó em rời bỏ ở dưới nơi nhà chồng á, là lúc em mang thai mấy tháng? dạ 2 tháng mấy. 2 tháng mấy. Dạ Em cho em uống nước nè, em uống nước nè. Chia sẻ với mọi người á, tưởng chừng như là cái khoảng thời gian ở bên Trung Quốc á là một cái chuỗi ngày đen tối đối với Trang, nhưng mà khi trở về Việt Nam, Trang bắt đầu thiếu thốn tình cảm và tìm được một cái người khác giới và hy vọng rằng là sẽ bám víu vào một cái chỗ dựa. Nhưng mà người chồng thứ hai lại liên tục bạo hành, và cái hành trình mà sinh ra bé Minh Anh cũng cực kỳ gian nan, và hành trình để đến ngày hôm nay được an cư lạc nghiệp tại một phòng trọ này cũng là một câu chuyện khá là dài tập. Em bắt đầu sinh bé Minh Anh ra thì trong người em có bao nhiêu tiền và ba mẹ em có lo cho em đầy đủ không? Ba mẹ từ lúc mà em bỏ cha này về tới giờ là ba mẹ em không có cho em được ngàn nào, không có lo cho em được ngàn nào. Cho từ lúc mà em đi trên cho nhà trang này bỏ về xong, em tự mướn cái phòng kế bên của mẹ em á, mẹ em cũng ở nhà trọ nữa, rồi em cũng mướn cái phòng kế bên gì đó, rồi em ở ở rồi em tự đi bán vé số kiếm tiền, tự sanh đẻ tự lo anh vậy á. Và lúc em 8 tháng, 9 tháng vẫn cầm vé số đi bán. Dạ đúng rồi. Người ta nói là bán vé số nó phải đi bộ, phải đi rất là xa, Dạ rất là em mệt. Thì những cái ngày tháng gần hạ sinh á, thì làm sao em có đủ sức khỏe để em... dạ không đủ, em cũng phải gán bán đó. Chứ cha mẹ em giờ vậy đâu có giúp đỡ, đâu có lo em được, phụ em được đâu, thì em phải gán bán kiếm tiền để em sanh Còn lúc sinh bé Minh Anh ra thì sao? đẻ. Lúc sinh ra bé Dạ tại từ cái lúc mà còn tiền đi bán, với lúc mà đi có bầu đi bán số á, em để dành dụm tiền là còn còn rồi em nuôi bé được mấy tháng. mình sinh bệnh viện là sinh ở nhà hộ sanh tại nhà Dạ bệnh viện, bệnh viện, dạ bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. và Cai là người mang những cái vật dụng đi sinh cùng với em không? Dạ có mẹ. Mẹ. Dạ Và sinh bé ra thì những cái ngày tháng đầu trong trong tháng thì em phải cần ai chăm sóc không? dạ có mẹ, mẹ phụ em được mấy ngày rồi từ đó sau là em tự em làm hết. Anh nghe ông chủ nhà trọ có kể rằng là phát hiện em đang ngồi ở vệ đường và Dạ chủ trọ thấy thương tình quá thì có rước em về đây an cư và không 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 lấy tiền trọ em. Thì anh cũng thắc mắc là nơi em sinh ra và nơi em lớn lên là thành phố Vĩnh Long, nhưng mà hôm nay em lại an cư ở thành phố Long Xuyên, ở tỉnh An Giang. Ở đây có bà con hay như thế nào không, là em lại lưu lạc về đây? Dạ không, tại nhà có số buồn, nhà có chuyện, có nhiều chuyện buồn rồi em không ở nhà, rồi em bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi. Lúc đó thì em bỏ nhà đi đi bằng gì? Em đi đi xe buýt.
Mitsubishi. Dạ, em đi đầu này đầu kia gì đó rồi em đi xin tiền em mua sữa cho con em uống. Lúc đó thì bé mình đang chắc còn nhỏ lắm, còn Dạ đỏ còn hổm mà. nhỏ, dạ còn nhỏ. Lúc đó Rồi là nắng được. mưa thì sao ta? Dạ, nắng mưa thì em trốn mưa, em đục mưa vậy đó. Lúc đó là em bé mới được có 2 tháng mấy à. Những cái ngày mà em bé đi lang thang ngoài đường ở từ Vĩnh Long mà đi lưu lạc khắp nơi cuối cùng về Long Xuyên á, Dạ. thì cái giây phút nào khiến em tủi thân nhất? Dạ. Em cái lúc mà em đi trên đường á, là em bồng con đi trên đường, cái khúc đó là em nghĩ là chỉ có hai mẹ con mà đi lang thang vậy đó, mình thấy nhiều khi thấy em thấy tủi thân lắm, em khóc nữa, nhiều khi em ngồi em tự em khóc mình. Có khi nào em đi ngang qua một cái công viên hay là em đi ngang qua một cái khu trường học rồi đó, em thấy người ta có vợ có chồng có con cái, em lại ước mơ như vậy không? Nhiều khi em nghĩ cha này nó vậy, nhiều khi em cũng không có ước mơ gì nữa, em về em chỉ cũng lo cho con em hãy tới đâu hay tới đó à. Tại vì cha nó còn không đối xử nó không có tốt, bỏ nó từ lúc 2 tháng mấy tới giờ. 2 tháng mấy là tức lúc mà mang bầu á? Dạ đúng rồi, À, nó còn 2 tháng như mấy. vậy thì đến thời điểm bây giờ Minh Anh được bao nhiêu tháng rồi em? Sinh Dạ ra sinh dạ giờ được 5 tháng à. 5 tháng, như vậy là trừ đi 2 tháng, như vậy là cũng phải gần 1 năm trời là ba bỏ rơi hai mẹ con rồi. Dạ. Từ hôm đến giờ thì ba có liên lạc về? Dạ không, từ lúc mà ở trên Đồng Nai là em bỏ về về nhà mẹ em luôn, là không có liên lạc nữa, cắt liên lạc tới giờ. Hôm qua thì anh có ngồi em ở ngồi đầu xóm trọ và có được biết đến cái câu chuyện của em ở bên Trung Quốc. Hôm nay thì lại tiếp tục ngồi trò chuyện của em thì biết đến câu chuyện của em ở Việt Nam. Dạ. Nó như một cái phần hồi ký, phần thai, nhiều vết thương về tinh thần và kể cả thể xác. Người ta kể rằng là bắt gặp hình ảnh hai mẹ con bồng bế ngoài đường xin từng một chút. Và có một cái trộm vía là bé Minh Anh là rất là dễ nuôi, thậm chí là người lạ như tụi mình đó đang nói chuyện thì nhờm liền à. Đó, thấy không, nghiên cứu cái gì mở mắt to vậy ạ? Mắt to kia ha. Dạ. Lỗ tai cũng bự nữa, mọi người quan sát thấy không, bé lỗ tai dài vậy nè, mắt rất là to và khuôn mặt rất là bầu bĩnh, khá là dễ nuôi, nói chuyện tới là nhìn là cười à. Năm nay thì Trang mới có 23 tuổi, tức là cái độ tuổi nó vẫn còn khá là nhỏ. 23 tuổi còn thậm chí là nhiều người vẫn còn đang lo đi học. 26, 27 tuổi người ta mới bắt đầu bước ra ngoài đời để bươn chải. Có khi em thấy em quá thiệt thòi so với những cái người khác không, khi mà em đã chịu quá nhiều đau thương như vậy? Thì em cũng có suy nghĩ đó, nhưng mà mình cái số mình vậy mình phải chịu thôi. Nhiều khi hiện tại em cũng quen rồi, nhỏ giống là cực khổ cũng quen rồi, không có. Trước khi em đi sang Trung Quốc á, em cưới chồng á, thì cái tuổi tuổi thơ em nó có khơ hàng lắm không, Có hay là sao anh? nó có gặp nhiều khó khăn lắm không? Dạ có khó khăn nhất là mình mới vừa qua bển nó làm nổi tiếng, người ta nói tiếng mình không có hiểu, mình rất là muốn biết là người ta nói với mình cái gì á. Anh nghe em có kể rằng là ba thì ba em thì sao, Dạ gia đình em rất là nghèo, dạ mẹ thì vẫn còn ở thuê, còn dạ ba? ba em thì làm mướn, ai mướn thì làm mấy à. Ba mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, 345 mẹ 46. Ba 45, mẹ 46. Nhà em bao nhiêu anh em? Ba năm người. 5 người. Dạ. Sáng nay thì anh có chia sẻ câu chuyện của em và nó có khá là nhiều người bình luận, một phần là người ta thương cảm với em, nhưng mà cũng có nhiều cô chú á, lại có một cái chia sẻ như thế này: trách là trách ba mẹ. Em có điều gì chia sẻ về việc là người ta trách ba mẹ khi mà vì đồng tiền đã khiến cho con mình lưu lạc bên xứ người không? À, cái này cũng không phải trách một mình mẹ em, mẹ tại lúc đó em cũng đòi đi, lúc đó mẹ em cũng không có cho em đi, thì em cũng đi mẹ em cũng cũng buồn lắm, mẹ không có cho đi.
Rồi em tự đi, em nói để thôi nhà mình nghèo người ta khi dễ mình này kia nọ, nói thôi để con đeo qua bển, rồi con có tiền đi làm, có tiền gửi về cho mẹ, cho cha cất nhà. Định đến bây giờ là ba mẹ vẫn chưa có căn nhà nào như ước mơ. Chưa. Em thấy người ta đi qua bên Trung Quốc đó, gửi tiền về cho cha mẹ kia cất nhà này kia đầy đủ, còn em đi qua bển em không ngờ em qua bển em không có cho mẹ em được cái gì hết á. Có khi nào ba mẹ em ngồi nghe em những cái thước phim như vậy á, mẹ em ôm em vào lòng nào chưa? Ở nhà em như là tại tại chắc tại là con đông quá rồi không có, Mấy anh chị em, mấy anh chị em hả? dạ năm Năm, và em là người thứ mấy? em thứ ba. Thứ ba, chị ba. Vậy là còn một đàn em nữa, khoảng Dạ hai đứa nữa. dạ Ba đứa nữa chứ. ba đứa em với một người chị. Ui, vậy nuôi nuôi bài con là cũng gian nan rồi. Dạ Khi mà em trốn về Việt Nam á, và mẹ em bất ngờ về việc quyết định của em, ba em cũng lạ lẫm cái chuyện đó, thì mọi người đã có những cái phản ứng như thế nào khi biết em từ trong Trung Quốc trốn về? ba mẹ em mừng lắm, ba em cũng có nói là ông có hứa là nếu mà em về được tới Việt Nam á là ba mẹ em mua cho em cặp vịt cúng giái này kia đó. Và có làm được điều đó chưa? Dạ có, em mới vừa về là ba mẹ em thấy em mừng rồi, qua bữa sau là mua vịt đi cúng liền. Em có chia sẻ là em đã có một cái chuỗi ngày đen tối ở bên Trung Quốc không? Cho ba mẹ hiểu không? Dạ em có nói rồi mà ba mẹ cũng 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 phiền em này kia, ủi em này kia nọ vậy đó. Còn bây giờ thì em sống ở nhà trọ này, không có một cái người thân nào hết. Ở đây thì gần như là một cái mảnh đất mới của em. Vì sao em chọn Long Xuyên là cái nơi em sẽ tiếp tục quãng đời sắp tới? Em muốn biết nữa, tại lúc mà em đi lang thang trên đường á, em chắc em có duyên gặp được anh chủ trọ và anh cu mang gì đây nè. Anh hỏi là đi hỏi muốn ở nhà có nhà cho ở, nhà trọ cho ở thì ông cho cái phòng để ở. Ở rồi á ban ngày muốn đi làm gì kiếm tiền gì thì đi, còn ban đêm á về đó ngủ. Còn ban đêm về đó ngủ thì em cũng thấy ông chủ trọ cũng tốt bụng vậy, giờ em thấy mẹ con em đi về hoài cũng không tốt nên em nghĩ là đi chung với em vậy thôi. Em nghĩ em chọn là về em chủ chỗ cũng mang về để ở đây, ở đây ở. Cho bé bò đi, cho thử đi. Con bò đi. Nằm xuống xong lăn cả tinh, cả tinh, cả tinh lên. Cười. Hay bú, hay thích thích bu tay ha. Dạ Đừng, đừng bú cái này nè cho nó sạch. nhiều khi thọc hai cái tay vô hết cái họng. Em rất là dễ nuôi. Nếu như em mà sống một mình như vậy á, chắc chắn là sẽ dễ bị trầm cảm, nó khủng khiếp. Và đặc biệt là có một cái điều nữa là phụ nữ mà sau khi sinh á thì hay suy nghĩ vẩn vơ lắm. Có giai đoạn nào em vừa mới sinh bé ra, trong vòng 2 tháng là em ẵm bé đi lang thang, em có nghĩ em bị trầm cảm không? Có khi là anh đã từng chứng kiến rất là nhiều. Em giờ em cũng vậy đó, hiện tại em giờ cũng còn, giờ em cũng ở một mình, em không ở muốn tiếp xúc với ai hết. Thưa với mọi người là cái hậu sản á, nó có một cái bệnh rất là nguy hiểm, đó là bệnh trầm cảm. Tỷ lệ trầm cảm sau khi sinh á, nó chiếm lên đến hơn một nửa. Và đặc biệt là những cái người phụ nữ mà sinh đứa con mà không có sự chăm sóc, không có sự bảo ban của những người thân á, thì luôn luôn suy nghĩ vẩn vơ. Đã có tình trạng mà đã từng chứng kiến như thế này, sau khi sinh nghỉ quẩn và đã tìm mọi cách là hai mẹ con tự tử. Vừa qua thì mình có chứng kiến một cái vụ đau lòng ở trên Tây Ninh á, là bà một người mẹ cùng lúc ôm hai đứa con của mình nhảy xuống dòng sông ở cầu K13 thuộc tỉnh Tây Ninh để tự tử vì phát hiện chồng ngoại tình. Cái câu chuyện đó nó ảnh hưởng tâm lý rất là lớn. Nếu mà ai mà là người phụ nữ sau sinh sẽ hiểu được cái bệnh trầm cảm. Cái điều mà hôm nay mình đến á, mình trò chuyện với Trang không phải là mình gợi mở lại những cái ký ức kinh hoàng của em, nhưng mà mình nghĩ rằng là một phần nào đó mọi người cùng nghe câu chuyện của Trang để một phần san sẻ, hỏi thăm bảo ban nhau để cho em giải tỏa được những cái năng lượng tiêu cực. Từ bữa đến giờ thì anh thấy là anh Bùi Hồ nè, anh Đạt Đồng Tháp nè, rồi anh Nguyễn Giang á, mấy anh em cũng hay đến để chia sẻ về vật chất tinh thần em. Em thấy cái tinh thần em nó được thay đổi nhiều không? Em thì nói
có mấy anh thì em cũng nói chuyện như thôi, chứ nhiều khi em cũng ít có nói chuyện với Nên hôm qua giờ anh tiếp xúc với em cảm giác em vẫn còn có một biểu hiện gì đó rụt rè và rất thích cảm giác là ở yên trong một mình. hai. Càng thêm người không thích sự náo nhiệt đúng không? Dạ Ờ, theo dự kiến sắp tới của anh Đạt Đồng Tháp, anh Nguyễn An Giang và anh Bùi Hổ thì có định hướng cho Trang làm một công việc đó là làm móng tay móng chân, mà thuật ngữ tiếng Anh gọi là làm nghề nail á, đúng không? Và đó là công việc mình có thể vừa chăm sóc bé được này, ở trong mắt được này, và em nghĩ công việc đó phù hợp với em không? Em tính là em cũng nghe em nói với bà con em dưới rồi này kia cũng nói là làm nail không có nhiêu tiền đâu, đừng làm nail. Em nghe vậy thì em cũng suy nghĩ lại, em cũng không muốn làm nail nữa, em muốn đi vô công ty em làm. Làm công ty thì bé À, bé lớn sẽ gửi với bé. làm mấy cái ở đây thì anh thấy nó có rất nhiều sườn cá, Dạ sườn đúng cá làm sườn rồi. cá cũng được. Dạ. Làm sườn cá vừa có được vô công đoàn vừa được bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội rất là tốt. Dạ. Nếu được thì cũng được, cũng khả quan, nhưng mà chờ bé nó lớn tí. Dạ. Nhiều khi nó khóc á, em định đầu óc em nó căng hết trơn, không biết. Một ngày khóc bao nhiêu cử? Dạ nó ít có khóc lắm, mà nhiều khi nó khóc là dỗ không hết. Không nếm Dạ. mà Có anh hộ phải nói phải dỗ nhẹ nhàng nó mới chịu nín chứ. Nói chuyện lớn tiếng nó càng ngày càng khóc thêm. có khi nào em có một cái ước mơ là em muốn làm ở cái người chồng trước em, người Trung Quốc á, có đứa con á, bé người anh, rồi tạm gọi là anh ha, anh của Minh Anh sẽ về Việt Nam thăm em không? 10 năm nữa, 15 năm nữa, khi mà mọi người đã trưởng thành và bao nhiêu cái ký ức nó đã phai Em nhòa rồi. sợ là lúc đó là sợ bên nhà bên chồng em nó xấu lắm, nếu em đi thì lúc mà em đi học này học kia lắm, sợ con này của em sau này lớn lên rồi học rồi xấu em này kia nọ, rồi sợ con em nó hận em này kia đó, nó không có chịu thăm em gì đâu. Anh nghĩ rằng là những cái thước phim ngày hôm trước anh với mọi người chia sẻ nó cũng một phần nào đó để sau này nếu như nó lưu giữ lại được và lớn lên khoảng 10 năm nữa, 15 năm nữa, con em bên Trung Quốc nghe được câu chuyện đó thì sự cảm thông chứ không phải là sự dè biểu. Anh cái đó là bên Trung Quốc có coi được không? Có chắc Trung Quốc có thì về nền tảng YouTube đó, thì không có, nhưng mà anh nghĩ rằng là vài năm nữa họ sẽ cởi mở cái chuyện đó. Hiện giờ thì Trung Quốc không, em ở đó biết rồi, đâu có xài YouTube đâu, dạ không không Facebook, không YouTube, không. chỉ có WeChat, WeBoy. Dạ Mạng xã hội của bên đó là WeBoy đúng không? em cũng biết cỏ mấy không gần cái đó. Ở bên Trung Quốc có mọi người nó phát triển lắm, mình đã từng ở bên đó rồi. Và bên đó thì gần như là bà bán rau cũng xài thanh toán ví điện tử luôn ha. Dạ, bằng điện thoại. Điện thoại hết, quẹt mã, cost. Hồi đó em cũng nói bên đó em đi chợ em toàn là xách cái điện thoại em đi quẹt mã không tính tiền. Rồi 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 cậu Đạt Đồng Tháp kìa. Nhiều khi em cũng nói với mấy anh đó là nhiều khi em cũng tại chắc em bị trầm cảm hay bị trầm cảm đó, nhiều khi có sai gì mấy anh với cô chú anh chị bỏ qua giùm cho em nha. Tại Anh hiểu về hậu sản à, sau khi sinh thì gần như tâm lý chắc phụ nữ tại cái em bồng con em đi cũng có một phần tính trầm tiếng, cảm. dạ cũng có một Anh phần. nghĩ rằng khi mà em đã quyết định bồng con á, là em nghĩ là cuộc đời nó mong manh lắm, và nếu như em nghe một bản nhạc nào đó buồn buồn hoặc là thấy chứng kiến cái cảnh nào người ta chì chiết hai mẹ con á, chắc chắn là hai mẹ con cũng tìm con đường quyên sinh thôi, cách liễu thôi à. Nhưng mà may mắn là có duyên với anh chủ trọ này nè, có duyên với mọi người, thấy không? Nhờ nhà em, anh nghĩ là nhờ Minh Anh dễ thương vậy nè, nó động lực á. Nghiên cứu cái gì? Thôi nãy giờ cũng trò chuyện với hai mẹ con cũng tương đối đầy đủ thông tin. Câu chuyện của Trang á, để thứ nhất là trò chuyện với em để cho em tinh thần thoải mái hơn. Thứ hai nữa thì cũng chia sẻ một cái lát cắt cho cô bác chị hiểu được hơn về cái cuộc sống của những cái người phụ nữ. Thực ra á, trong cái hôn nhân hoặc kể cả trong tình yêu á, thì cái cuộc đổ vỡ lúc nào cũng lỗi người lớn nhất vẫn là người đàn ông. Và cái sự thiệt thòi lớn nhất cũng vẫn là người phụ nữ.
Rồi, chào tạm biệt con.